Hello, chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn mỗi gần trưa. Lúc này tôi có ý định là ra ngoài đạp xe đi một vòng, phơi nắng. Xem cảnh xe cộ chạy ở trên đường, đồng thời ghi hình kể chuyện. Ra ngoài thì tôi xỏ cái áo nhiều túi, mang đôi giày. Đem theo cây dao hướng đạo. Rồi cái nón. Lên đường. Tôi đã ra đường Nguyễn Trãi. Hôm nay ở trường Đại học Sài Gòn có tổ chức lễ thành ra người ta bày bán bông hoa. Không để xảy ra cháy nổ là hạnh phúc của mọi nhà. Bữa nay có lễ gì đó, thành ra trước trường, cửa trường người ta bày bán hoa chúc mừng. Đi ngang tiệm bán đồ nội y phụ nữ. Chờ đèn, tôi sẽ băng ngang đường Nguyễn Biểu. Tôi băng ngang đường Nguyễn Biểu. Hôm nay đây là thứ bảy, dọc theo lề đường người ta bán rất nhiều những cái nón bảo hiểm. Tôi sắp tới đường Nguyễn Văn Cừ.
trường mầm non Vàng Anh. Tôi sẽ quẹo phải để vào đường Nguyễn Văn Cừ. Tôi đã vào đường Nguyễn Văn Cừ. Trời lúc này rất nắng. Hôm nay thứ bảy mà giờ này xe trên đường rất là đông. Đi ngang trạm chờ xe bus. Tôi băng ngang đường Phan Văn Trị. Rất là nắng. Mua hai cái bì cuốn đi. Bán hai cái gỏi cuốn. Hai cái ăn ốc len với tương chú. Hả? Ốc len với tương. Cái gì? Ăn ốc len với tương. À, bánh nem đi, mắm nem đi. Bán thêm bắp nữa hả? Gai nha. Đây là bắp nướng. À được rồi. Mắm nêm. Bán chiều tới mấy giờ? Dạ, bán tới giờ cũng chọn luôn. Cũng còn hả? Dạ. Nhà chắc ở gần đây hả? Dạ, không. Đi nha. Dạ. Tiếp tục mua xong gỏi cuốn về nhâm nhi. Tôi ra tới đường Trần Hưng Đạo. Đi thẳng là qua cầu Nguyễn Văn Cừ. Tôi vào đường Trần Hưng Đạo. Người ta chở đồ rớt ở giữa đường. Cơm trưa.
tôi băng qua đường Nguyễn Biểu. Nếu đi theo đường Nguyễn Biểu, tôi có thể qua quận 8, qua cầu Chữ Y, xe bus 2 tầng. Đây là xe bus 2 tầng chạy vòng vòng khắp thành phố. Ở trên có hàng ghế cho mọi người ngồi. Trời nắng. Thường là du khách muốn đi vòng vòng Sài Gòn Chợ Lớn thì người ta sẽ đi xe bus 2 tầng. Đang chạy về hướng đông, tức là chạy về Sài Gòn. Xe bus không ngọt. Đường Trần Hưng Đạo nằm dưới hai cái hàng cây dầu tàn rậm che mát. Đi ngang xe bán phở, trưa trưa thì bán cháo huyết, cháo huyết 20k. Đi ngang trường mẫu giáo Mai Anh, ở đây người ta tập trung mấy cái xe mua giấy. Tôi tới đường Trần Bình Trọng, ở đây là nhà mồ Trương Vĩnh Ký, bán đồ phong thủy. Bán giấy số. Xe bus 01 chạy vô bến xe Chợ Lớn. Tôi vào đường Trần Bình Trọng. Đi ngang trường mầm non 2B. Đi ngang tu viện Bến Thánh Giá. Ở đây có những hàng cây dầu lâu năm, cao to, chưa thấy hủ tiếu gõ bữa nay. Đi ngang nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán, nằm trên đường Trần Bình Trọng. Hôm nay thứ bảy, người ta không có học. Do đó, khuôn viên nhà thờ rất vắng vẻ. Đây là trường tiểu học Trần Bình Trọng.
nằm trong khuôn viên nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Vô đây mát, có gió. Trường tiểu học Trần Bình Trọng. Đây là tòa nhà mới xây sau này ở bên cạnh nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Buổi trưa ở trong đây yên tĩnh. Tượng Đức Mẹ Maria. Trường tiểu học Trần Bình Trọng khu B. Như vậy bên đây là khu A. Tôi trở ra đường Trần Bình Trọng. Đi thẳng ra là đụng đường Nguyễn Trãi. Theo đường hẻm này tôi cũng có thể đi tắt về nhà. Tôi ra đến ngã tư Trần Bình Trọng Nguyễn Trãi, quẹo phải đi về hướng đông tôi sẽ về nhà. Đường Nguyễn Trãi sáng thứ bảy vét Nam. Xe bus 68 chạy xuống bến xe Chợ Lớn. Vào con hẻm này thì tôi sẽ về tới nhà. Tôi về tới nhà. Hello. Như vậy là tôi đã về tới nhà. Chạy vòng vòng mua cho mình hai cái gỏi cuốn. Để chữa chứng đói buổi trưa.
giờ là nhâm nhi gỏi cuốn với mắm nẹp. Cởi dài nè, tôi qua nhà bếp để chuẩn bị cho mình một dĩa gỏi cuốn mắm nêm. Tôi đã qua nhà bếp. Tôi thấy cái đó là người ta có sợ rồi. Đây là gỏi cuốn mắm nêm lót dạ. Đây là kẹo. Cắt nó ra thành nhiều phần ăn dễ ăn. Đây. Đây là mắm nêm. Xong về phòng. Ôi, xong gì không? Dọn ra. Nên cái phòn vừa nghe thời sự vừa ăn gỏi cuốn. bà gì nè, hôm nay bà giới thiệu thời trang. Mua mày nói tao giới thiệu á, bà bán rẻ. Bà bán bao nhiêu cuốn? 8.000. Trời ơi, 8.000 mà rẻ cái gì, tao bán 7.000. Chất lượng khác nhau mày ơi.
Ngon. Cảm ơn mắm nèm.